Xin chào các chàng trai và các cô gái đáng yêu của nhạc sư Lista. Cảm ơn các cậu rất nhiều đã follow kênh YouTube của chúng mình. Và cho những bạn nào lần đầu tiên biết đến sư Lista thì chúng mình là một nhóm những bạn trẻ đam mê tìm hiểu và mong muốn hướng cộng đồng skincare tới một làn da căng bóng đúng chuẩn Hàn Quốc. Và lại là mình Ngọc Diệp đây, người sẽ đồng hành với các bạn trong video lần này. Trong video lần này thì chủ đề cũng sẽ làm yêu cầu nhiều nhất của các bạn nha. Mùa đông này thì chúng mình không chỉ cấp ẩm đâu mà sẽ còn dưỡng sáng và giúp da căng mọng hơn nữa. Và đây cũng sẽ là một thời điểm vàng để cho chúng mình dưỡng da trở nên mịn màng hơn. Video lần này thì sẽ dành cho những bạn nào mà còn đang phân vân lựa chọn những cái sản phẩm trong routine của mình hay là chưa biết cách sử dụng sản phẩm sao cho đúng cách và hiệu quả và còn chần chừ gì nữa. Hãy cùng Diệp bắt đầu ngay thôi nha. Vì buổi sáng Diệp rất là thèm mổ nướng nên là cái routine bao giờ cũng tối giản nhất có thể. Hôm nay thì Diệp sẽ bỏ qua bước toner và sẽ dùng luôn serum cũng như là kem chống nắng nha. Và bây giờ hãy cùng Diệp đi sâu vào từng sản phẩm của routine này nhé. Đầu tiên là vitamin C Z-Glow của nhà Kick & Go Just. Bạn này thì có bảng thành phần siêu đẹp chứa 15% vitamin C dạng LAA. Và vitamin C luôn là một cái sự lựa chọn hàng đầu của Diệp trong routine dưỡng sáng. Ngoài ra thì bạn này sẽ còn có công thức vàng là kết hợp với cả fenugreek acid cộng với cả vitamin E thì sẽ tăng cái hiệu quả là chống oxy hóa này và giúp vitamin C ổn định hơn rất là nhiều nha. Tuy nhiên LAA thì dễ bị oxy hóa hơn các dạng khác rất là nhiều và đặc biệt là hơi kén da một chút xíu. Diệp recommend Z-Glow cho những cái làn da mà đã hết hoàn toàn mụn và sẽ chỉ còn lại thâm thôi nha. Mùa đông rồi thì da Diệp trở nên rất là khô và sau khi sử dụng vitamin C thì Diệp có dùng HA5 Rich của Kick & Go Just để tăng thêm cái hiệu quả cấp ẩm trên làn da của mình. Diệp cực kỳ thích bạn này là nhờ cái bảng thành phần siêu lành tính cho đến cái kết cấu mướt mịn trên da và thẩm thấu siêu nhanh. Điểm đặc biệt khiến bạn HA5 Rich này trở nên nổi bật hơn đó chính là sở hữu tới 5 loại HA, trong đó có HA thế hệ mới liên kết chéo và tăng cái hiệu quả giữ ẩm cho da, giúp da chúng mình được căng mọng hơn. Ngoài ra thì sẽ còn có chất xuất từ nấm tay bạc có khả năng chống oxy hóa cực kỳ tốt nữa mọi người. Kết cấu của cả hai serum nhà Kick & Go Just đều dạng lỏng, thẩm thấu siêu nhanh. Chính vì vậy dù có apply hai layer cùng một lúc thì Diệp vẫn cảm thấy cực kỳ dễ chịu, không nặng mặt chút nào. Chỉ có điều hơi buồn là hạn mở nắp của Z-Glow chỉ có 3 tháng thôi. Tuy nhiên với tần suất Diệp dùng là 2 tháng đã hết một lọ rồi nên không sao cả. Với Z-Glow thì chắc chắn phải bảo quản trong tủ lạnh để hạn chế oxy hóa nha. Hoặc Diệp sẽ chiết ra từ chai lớn sang chai bé của hãng để đỡ phải mở nắp nhiều lần. Kết thúc routine buổi sáng thì Diệp sẽ sử dụng kem chống nắng Essential Watery Sun Gel. Bạn này thì sẽ sở hữu đến 6 màng lọc hữu cơ. Ngoài ra thì còn xuất hiện rất là nhiều trên IG cũng như là YouTube và sẽ còn là favorite item của các beauty blogger nổi tiếng như là Love Muffin và Michelle Phan nha. Với tiết trời mùa đông hanh khô như thế này thì đây sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo cho team da khô muốn tìm một kem chống nắng mà vừa có độ ẩm này mà lại không hề nặng mặt trên da nhá. Kem chống nắng Watery Sun Gel thì sẽ có kết cấu dạng gel cream mỏng nhẹ, dễ tán, không vón, không nâng tông da nữa. Mới thoa thì em này sẽ có độ bóng khá nhiều với da dầu, còn da khô thì độ bóng sẽ ít hơn. Tuy nhiên thì chỉ sau 5 phút thì lớp kem sẽ set lại và để lại một lớp finish glowy trên da siêu xinh luôn. Buổi sáng mùa đông mà da căng bóng thì thêm một chút son là đã cực kỳ xinh lắm rồi nha. Sau chương trình dưỡng sáng da vào buổi sáng thì mọi người hãy cùng Diệp đến với cả routine buổi tối nha. Buổi tối thì Diệp sẽ chú trọng vào các bước làm sạch, sẽ sử dụng thêm cả những cái hoạt chất nữa để giúp da mình màu thâm này, dưỡng sáng cũng như là cải thiện cái cấu trúc da trở nên mịn màng hơn. Và sau khi double cleansing thì Diệp sẽ sử dụng ngay em Smooth Out tẩy da chết của Kick & Go Just chứa 12% AHA, trong đó thì sẽ có 10% là glycolic acid và 2% là lactic acid để giúp bề mặt da trở nên mịn màng hơn này. Ngoài ra thì sẽ hạn chế được một số những cái dấu hiệu về lão hóa và sẽ còn tăng sinh collagen nữa nha. Nồng độ này thì sẽ khá là cao nên Diệp khuyên mọi người là dùng từ 1 đến 2 lần trên một tuần và sẽ bổ sung thêm một số những cái sản phẩm kiểu phục hồi ấy, thì như thế sẽ hạn chế được những cái sự kích ứng cũng như là tổn thương trên da của mọi người nhá. Kết cấu của Smooth Out lỏng như nước ấy, dễ dàng thẩm thấu trên da và finish ráo mịn không hề bị bết dính. Diệp sẽ dùng bông cốt tông mềm và lau thêm dung dịch khắp mặt để axit có thể thẩm thấu cũng như là lấy đi bụi bẩn, bã nhờn còn sót lại. Lần đầu Diệp dùng thì cảm nhận độ châm chích nhẹ, tuy nhiên Diệp sẽ có sử dụng thêm các sản phẩm phục hồi và cấp ẩm đủ nên là lâu dần thì sẽ thấy quen. Recommend cho các bạn sử dụng Smooth Out với các làn da khỏe, da đã sử dụng acid và gặp tình trạng da lão hóa thâm sạm nha. Xem đến đây thì chắc hẳn là sẽ rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao Diệp không sử dụng toner đúng không? Thực ra là Diệp có dùng, tuy nhiên là toner Diệp nghĩ là dùng loại nào cũng được, hợp với da là ok, bởi vì chúng mình mỗi người sẽ sở hữu một làn da khác nhau mà đúng không? Và nếu như mà các cậu sử dụng những cái treatment nồng độ cao thì việc dùng toner sẽ coi như là một bước đệm, hạn chế được sự kích ứng này và giảm những cái tổn thương trên da nữa. Đối với những cái làn da mà nhạy cảm thì Diệp khuyên là mọi người nên chọn những cái sản phẩm toner có chứa B5 hay ceramide, và gợi ý cho mọi người đấy chính là em toner Raw Lab. Em này thì cấp ẩm cực kỳ tốt mà lại không hề gây vết dính cho da nhá.
Và mùa đông của Hà Nội thì rất là lạnh và hanh khô. Thế nên là lúc nào trong routine buổi tối của Diệp cũng sẽ có hai bạn này, đó chính là serum và kem dưỡng cấp ẩm. Serum thì Diệp luôn chọn HA5 Rich của Gig & Gorgeous vào buổi tối vì kết cấu mỏng nhẹ cũng như là cái hiệu quả trên da rất là tốt và không hề kém cạnh so với những cái serum có chất đặc hơn nha. Còn kem dưỡng thì không thể không kể đến bạn Blue Barrier Intense Moist Cream này được rồi. Bạn này thì cực kỳ đỉnh luôn nha. Bạn này không chỉ hiệu quả phục hồi tốt mà Diệp còn đánh giá rất cao ở khả năng cấp ẩm nhờ ba thành phần Omega Ceramide giúp da được tăng hàng rào bảo vệ, khỏe mạnh hơn. Ngoài ra thì bạn này sẽ còn có chứa bộ ba thành phần Kemin Complex có chứa B5 này, Allantoin cũng như là Madicasocide giúp làm dịu làn da bị kích ứng nhé. Và đó là routine cả sáng và tối của Diệp trong cái chu trình dưỡng da giúp da căng mọng và sáng hơn. Mong là video này đến lúc các bạn cần. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Solista nha. Và có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment phía dưới để chúng mình sẽ giải đáp cho các cậu nhé. Hẹn các cậu ở những video lần sau. Bye bye.